Đó, lời đó. Nhiều mét 7 gắn cờ cộng thêm con ba đuôi nữa hả? Cắt cốc. Cái này nghi chặt lên không nổi quá. Gió quá. Vậy là khi con này nó lên rồi mấy con này mới lên theo. Gió quá. Trời ơi, kiểu này chết rồi, chết cắn cóc rồi. Đâm mạnh lên. Ba. Trời ơi. Hất mạnh lên, hất cao lên. Hất cao lên. Lẹ lên, con cắn cóc nó mệt quá kìa. Con mét 7 này lên rồi cắn cóc nó lên theo mới được. Lên à. Tập mạnh lên. Bật lên. Thôi thôi, đâm phải cho nó đeo đâm đàng hoàng. Chắc có khả năng là hai con này lên không có đều á. Đâm mạnh lên. Mạnh thiệt mạnh lên. Nó lên không nổi nó... Không. Cái này buộc lên đầu đây. Nó bị gì cái đuôi xuống rồi. Nó bị hợp á. Gắn trên đầu mới được. Đó cánh cốc đó đang bài. Vì mắt 7 đang nằm. Cột chi dữ vậy. Ê rõ này ra. Cái gì vậy? Cái gì? Lấy con dép coi thích bên tội. Đó, lên đó. Mẹ nó nói cái gì vậy con? Được chưa? Tì là cái gì? Đó. Rồi lên. Đang. Đó, lên đó. Tại do đó con kia nó im quá rồi đảo. Trời ơi. Giờ anh ba tới vừa có cánh cốc rồi. Rồi.